cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Việt Nam vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bằng cách kìm hãm quyền tự do ngôn luận sau khi các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập bị chính quyền Hà Nội kết án hàng chục năm tù trong một phiên tòa bị quốc tế lên án là thiếu công bằng. Người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Ravina Samdasani hôm 8 tháng 12 nói rằng việc ba nhà báo độc lập của Việt Nam nhận các bản án tù từ 11 đến 15 năm sau khi bị cáo buộc các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia là một tiến triển đáng lo ngại, dường như là một phần của sự đàn áp ngày càng tăng về tự do biểu đạt ở đất nước này. Các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị kết án tổng cộng 37 năm tù tại một phiên tòa diễn ra hôm mùng 5 tháng 1. Trong đó, chủ tịch và người sáng lập, ông Phạm Chí Dũng, cũng là một cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nhận bản án 15 năm tù, trong khi hai thành viên còn lại của hội, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người nhận bản án 11 năm tù. Họ bị cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, nói tại buổi họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 8 tháng 1, các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập đã bị giam giữ trong thời gian dài trước khi xét xử và có những lo ngại nghiêm trọng về quyền được xét xử công bằng của họ không được tôn trọng ở Việt Nam. Ngay sau phiên tòa xét xử ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập, Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu đã bày tỏ thất vọng về bản án mà họ gọi là khắc nghiệt và một diễn biến tiêu cực đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt, cũng như kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức thả tự do cho các nhà báo này. Trước đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho VOA biết rằng họ thực sự kinh hãi trước những bản án rất nặng nề tuyên cho các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng bản án này cho thấy sự khinh thường của chính phủ Việt Nam đối với truyền thông tự do, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này.